phô qua bò tường lò tiền trường kinh mơ tổ cầm đình âm thô tì ơi. Hoa đẹp. Hoa cắm từ hôm 15 rồi đấy. Hôm nay nó mới nở. Chào Trần Tính, hello. Kính mơ ca vì chỗ say quan nam khấn dâm ngờ vì nông ngờ song tâm vì chờ hạ kỳ vững pha chỗ say. Cha ơi văn này nó tèo lung mà kinh khảo vững ta lung kinh năm hôn dung kinh xa hôn đi nhằng tánh quyết tự khâu đang tánh càng khâu hồ sự lúc theo chính đây lương dưỡng ai con năm chính đây quài dưỡng kinh tánh quyết khâu mặt thà. Em ơi nhá Thanh Xuân ạ, nếu mà em cảm thấy bị hành quá em thắp hương lên, em thắp hương lên giao tiền đấy. Nếu mà em đi công ty rồi thì em bảo người nhà thắp hương lên, thắp hương lên em khấn ông bà tổ tiên ra tiên tiền tổ con niệm Nam Mô A Di Đà Phật 3 lần, con lạy 9 phương trời, con lạy 10 phương đất, con lạy 10 phương chư Phật 10 phương. Con lạy tổ công táo phủ thần quân, con lạy ông bà ra tiên tiền tổ tổ tiên, tổ cô mấy tướng cô bé tại gia cậu bé tại gia các chư vị tiên linh trong dòng ngõ. A Di Đà Phật. Ngày hôm nay tuy con không có ở nhà, con tên là như này như này đấy, được bao nhiêu tuổi, con là về lấy chồng họ gì, tên là gì, được bao nhiêu tuổi đấy, con là con dâu thứ mấy ở trong nhà đấy, thì con không có ở nhà nhưng mà con nhờ người ở nhà con thắp hương, thắp nén hương thơm dâng về cửa ông bà gia tiên tin tổ. Xin ông bà gia tiên tiền tổ thì hiến hưởng lai lâm nước ngọt hay là cái gì đấy, gọi là thắp hương lên thì có gói kẹo dâng lên, gói bánh dâng lên, nói chung là mình dâng cái gì thì mình báo cái đấy. Là con xin ông bà gia tiên tiền tổ tổ tiên phù hộ độ trì dẫn đường chỉ lối cho con, cho con biết lối mà lội, biết đường mà tu, tu làm sao cho đúng đường đúng đạo, làm dâu con trong nhà. Con niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, xong rồi con mình phải đi làm lễ giải oan nghiệp chướng đó, giải oan nghiệp chướng để cắt dây phủ để rũ tội trần gian đã, sau đó thì nhà ngài cho mình ăn lộc gì thì nhà ngài khắc báo, sau 120 ngày nhà ngài khắc báo xuống, chứ mày không cần phải cầm gạo đi xe mét chỗ nọ đi xe mét chỗ kia. Ngày xưa là cái sai lầm của chị, cái kiểu là nửa tín nửa ngờ, có lúc nhà ngài báo như không tin. Thế xong rồi cứ cầm gạo đi hết chỗ nọ chỗ kia rồi. Nói chung là chỉ có tháng là chỉ ăn mới lại đi xem bói đấy. Cả một tháng như thế. Thì người nó cứ đơ đơ. Phải đi xem lúc đơ lúc này nó tỉnh. Ông bà gia tiên tiền tổ dẫn đường chỉ lối cho là sẽ biết lối lội, sẽ biết đường đi. Mà muốn làm gì thì làm, vẫn phải giải oan nghiệp chướng để cắt dây âm phủ rủ tội trần ra. Muốn làm gì thì làm, làm lễ cầu siêu cho các vong bé đỏ, cậu bé đỏ, các cái vong thai nhi thai sản, cầu siêu cho các cái vong ông bà nhà mình, những người người ta chưa được siêu thoát, cầu cho người ta được siêu thoát thì người ta mới về được trần gian, mới được về đến cửa đến nhà, mới
mới ở trong nhà mới được độ cho con cháu, chứ không người cũng có những vong linh người ta đã được siêu thoát rồi, người ta vẫn còn đang bị cơ đầy ở dưới âm phủ ấy, hiểu không? Thế nào là cắt dây âm phủ? Xong rồi mình cứ chịu khó tu lấy. Bây giờ mình là người căn số rồi, mình phải chịu khó mà tu. Hôm rằm mùng 1 thì chịu khó mà đi đền đi lễ. Đi lễ lễ Phật, lễ Thánh, lễ cửa quan cửa ngài, nhà ngài mới dẫn đường chỉ lối, mới mang lộc cho chứ. Mới đem lộc gần thì tới, lộc xa thì về. Cho lộc buôn lộc bán, hay là cho lộc cờ để ra cứu dân. Ừ, thích nhất là được lộc buôn lộc bán. Rồi cứ xin lộc cô chín, lộc buôn lộc bán, cứ buôn may bán đắt đắt đàng giàu sang. Chứ đi ra cứu dân lộ thế như chị đây mệt lắm. Chị về đến nhà thầy như là cái dây xích ấy, khóc. Nhưng mà khóc thì làm gì được, không có ai tha cho mình đâu. Trình độc lực bên cứ nà lương pha sắc
con đông bình thường là mày thấy đây bay bàn kêu dân bên cương bay mường kêu giới cha ơi văn phép nhắn chào mà văn thư nhà vua nhà vàng nhắn chào lại văn con lúc chinh khai lầy tại cha nó khai nà tại mau chinh mê lâu khai binh à mi châm nhằng tăng trước mi lâu là khai quang mi châm nhằng khai sáng người bằng con na lục kiều mi lâu a ghi tặng bình con nam cũng mi châm tăng trước người tăng trước đây cô mình tăng quan có tiếng cha văn văn dù tu thế bay bán kiểu dân bay mường kiểu rơi đây theo bước trần cha đầy nối tiếp là chân thầy văn văn á thầy ơi nhặng lông nhà hết cọc tai lộ hết bó tài ta lo kêu bay lo chính trang bay tiêu tang chính vì lo luôn lúc kêu kính đẩy bay ơi tang cài con nằm đẩy phải đẩy phải tiêu lo chính trang tiêu tang chính vì cha ơi ban này ban thần lô kiều nhang à mi hương khâu na mi hương thăng khâu thang mi năm trăm qua mi xa trăm thương cha ơi văn đây lùng mà kiến năm đầy hồn dùng lùng mà kiến xa đầy hồn nị tục tha hồn dùng tục y tục y lần cha chứ con nằm ao tiếng tình vong bấy vòng ba từ xa con nằm vong lại vong thương cửa lần cha mừng thương cửa lần thầy cha ơi cây tu ở phòng phạt ta cánh cửa đời bên trang lửa đồng tu thể mà giọt nước cầu cha cha ơi kiến nằm đôi hương nhằng kiến hương đôi sơ kiến nằm nhằm bảo an kiến xa nhằm phù hộ phù hộ hư lục nam mộ bàn quan lớp ta là nông họ dù tu thế sức khỏe bình an trần gian khang thang tỏ thương trần gian đầy to điệp khay bạc trưng y khay vam to tình ngàn nà đầy văn ngàn lăng đầy quý văn văn nhân bán lóc bán sai cha ơi độc đàm ma đông ngàn là chưa có đông xuyên khỉ không bay mượn kiểu rơi
họ cùng đây. Cần đầm dư chàng tấm tay mà, cần đầm dư chàng na tay tân. Hờ lục kiều đặt băng tư phương, đặt mường tư sư. Cha ơi mỗi pi à, ơi ăn pi lâu mì xám kỳ lâu. Cao pi chính à mì kỳ châm, lục kiều bao dám quên lâu ta cả bay. Còn nà má bao dám quên à châm ta cả bần. Bao qua còn nắm bao thương cửa lần cha văn hòa mì lục lan nọ là chiều quan lục con này con cầu con kỳ tên kỳ mình kỳ solo này xong pi dù tì cả trong ơi là dù tì mình dân na xa hữu lũng tì huyền làng dân tì tìm lúc bận dù tu tề này hay chi trả cả chiếc tu hâm đây giòn tu mòn đây gian cha ơi lúc bận dù tu tề yêu thân dù trần gian yêu xa cười mỗi văn non phục bò ma non pha bò đắc cha ơi lùng bảo an lùng thành vang nhân bao rào ở lũng đan nọ chiêu quan tài nhị làng đang nhị xô từ nay nữa mỗi văn tức khâu lùng trang bác đầy ngon non phà đầy đặc non phục thì đầy mà non phà đầy hào từ này thu hầm na đầy răng đầy giòn bảo thương quân quyền binh sĩ nhà quan bao thương các binh đoàn nhà chúa ơi khen thử lùng ra phân binh mà lùng tỷ cả trăm ơi nhân giò mờ lục ký tên ở còn ký số họ chiều quan tài nhì làng đặng nhì số hư lục mình tu thể đầy ôn pin tương đê lường pin đếp khẩu săn na hư pi đầm hầm khẩu chót ư lô quân dù tu thì đây ôn pin thương đây lường pin năm đô mùi văn khỉn pin vay đây dưỡng cau khỏi nhà ra soi cùng đây đây khen bên phay đây dương cầu on bên thường lượng là bên nằm chị ạ. À, chị đi làm cỗ nhà người ta ấy, các cái vòng người ta ấy, nó đi theo ấy, đi theo xe ấy. Nó thấy chở bàn ghế về, nó đi theo xe, xong đến lúc về nó về theo chị đây này, chị đi làm kiếm tiền này.